Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Vũ Kịch Nam Vlog của mình ha. Rồi, ok, sản phẩm của mình ngày hôm nay mình muốn review cho các bạn đây. Ngon bổ rẻ, chơi mù mắt người ta luôn. Đây là một cặp đèn LED chân H4 nha các bạn. Đèn LED chân H4 dành cho ô tô xe máy. Cốt pha luôn ha, dùng cho cái cục đèn chính của trên dòng xe ô tô. Rồi, bây giờ hiện tại là cái ánh sáng này ánh sáng cốt các bạn. Ánh sáng này là ánh sáng cốt nha các bạn. Ánh sáng cốt nó ra ánh sáng màu xanh nè các bạn. Còn bên kia là cái ánh sáng trắng, nguyên bản halogen đó các bạn ha. Mình đang để chế độ cốt nha. Rồi bây giờ mình để chế độ pha nè. Bạn nào có nhu cầu muốn lấy lại cái này không thì mình để lại rẻ các bạn, 100.000, mua 150 để lại 100.000 thôi. Mình mua lâu rồi nhưng mà mình không sử dụng, mình chẳng qua mình mua về để mình trải nghiệm thôi. Mình trải nghiệm để mình có thêm cái kiến thức cho bản thân mình thôi. Để mình so sánh, mình nhận định với những cái gì mà đang tồn tại trên thị trường thôi, chứ không phải mình mua về để mình đấu vô mình lắp để vô mình đá cho mù mắt xe đối diện đâu. Nhưng mà mình vẫn hướng dẫn cho các bạn sử dụng cách lắp cái đèn trên H4 này, thay thế cái đèn nguyên bản halogen của xe ô tô ha, gắn vô chung chóa luôn, xài bình thường ha. Thì mình hướng dẫn, còn cái chuyện bạn sử dụng có đúng mục đích hay không, trong cái trường hợp nào bạn có vi phạm về cái luật giao thông đường bộ không thì cái đó mình không chịu trách nhiệm nha. Mình chỉ làm video hướng dẫn về cái cách mà mình nghiên cứu tìm hiểu thêm thôi. Rồi ok, thì cái cặp này mình mua lâu rồi các bạn. Khi mình mua về thì mình mua ở bên Trung Quốc các bạn, gửi về thì mất khoảng tầm 10 ngày. Thì mình cũng rất là mắc, mình cũng thấy rất là bất ngờ là khi mà nguyên cái cặp đèn LED như thế này nè, nó chỉ có 150.000 đồng thôi các bạn. Tiền ship về tới Việt Nam mình là nó mất thêm đâu đó mười mấy gần 20.000, thì nó nằm khoảng tầm 170.000 thôi. Mình rất là thắc mắc bởi vì tại sao mà với các cặp đèn LED nó cũng xịn sò như thế này mà ở Việt Nam họ bán giá quá cao. Quá cao là mình có tham khảo thì họ rao bán là đâu đó cả một cặp nó phải tầm triệu mấy đến 2 triệu. Mình thấy cũng hết hồn thật cả, hết hồn các bạn. Ví dụ như là những hàng có thương hiệu, mình nói còn đây cũng chỉ là hàng Hồ Cẩm Đào, hàng Trung Quốc thôi. Nhưng mà họ tự làm thêm một cái logo thương hiệu riêng của họ đó, mà sao họ bán giá cao quá. Nên mình mới làm một video clip này. Bởi vì nếu mình đã chơi hàng Trung Quốc rồi thì phải rẻ hẳn mình mới chơi. Chứ chơi hàng Trung Quốc mà bây giờ các bạn gắn vô một cặp LED cả triệu mấy thì mình thấy nó rất là lãng phí ha. Ok, thì bây giờ đầu tiên đây là cái cặp LED của nó, thì nó cũng có cái hộp đẹp lắm các bạn. Nhưng mà mình dục rồi, mình mua rồi, mình trải nghiệm xong mình dục rồi, thì hôm nay mình hứng lên mình lấy ra mình làm clip review thực tế cho bạn. Rồi chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp làm sao ha, cách lắp làm sao để thay thế với cái đèn nguyên bản halogen y như zin luôn, không phải độ chế bất kỳ cái gì, lắp chuẩn đúng luôn ha, sử dụng đúng luôn. Và mình sẽ test thực tế cái ánh sáng mình nhìn thấy luôn cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích cái bóng này ha. Nhưng mà khi bạn muốn lắp thì bạn phải tháo cái phần chắn này ra nha. Nó có cái phần chắn này các bạn ha. Cái phần chắn của nó khi mà mình lắp vô thì nó nằm theo cái chiều như thế này nè các bạn. Ở đây nó có cái gờ ha. Nó có cái cờ ngang thì mình sẽ chắn lên như vậy. Nếu mặt trước nhìn vô là như vậy đó. Đó, chút nữa mình sẽ hướng dẫn cụ thể, mình sẽ phân tích về cái bóng LED này trước đi ha. Rồi, cái bóng LED của nó thì bây giờ mình thấy là nó có hai mặt hai bên. Cái bóng LED này thì nó gồm một pha cốt và một cái pha chiếu xa. Pha chiếu gần thì nó ra một cái ánh sáng màu xanh rất là đẹp mắt nha. Còn chiếu xa thì nó sẽ ra ánh sáng trắng. Thì khi mà mình đặt mua, mình quên nó có nhiều cái option cho mình lựa chọn. Ví dụ như là cốt ánh sáng trắng, xa cũng ánh sáng trắng luôn. Hoặc là cốt ánh sáng vàng, xa ánh sáng trắng, hoặc ngược lại. Nó là như vậy, nhưng mà do mình đặt mình không chú ý, mình cứ tưởng là LED là nó ra ánh sáng trắng hoàn toàn, nhưng mà không phải. LED nó có nhiều cái màu sắc cho mình lựa chọn, vàng, đỏ, rồi trắng, xanh. Thì hiện tại cái bóng LED này cốt là ra cái màu ánh sáng xanh,
còn pha là nó ra cái ánh sáng trắng nha. Đây thì nó có hai mặt như thế này. Đó, thì các bạn thấy là cái phần bên này nó màu hơi xanh xanh nè, còn mặt này hơi màu cam cam nè. Thì cái phần hơi ra màu cam cam này thì khi mà chạy lên thực tế á, thì nó sẽ ra cái ánh sáng, nó sẽ ra cái ánh sáng thực tế của nó là màu trắng. Còn cái phần xanh này nè thì nó ra ánh sáng thực tế của nó là màu xanh nha các bạn. Đó, nó có hai mặt hai bên như thế này. Thì tất cả những cái chi tiết này nó đúc nguyên khối luôn các bạn, nó bằng nhôm ha. Nhôm thì ở đây nó sẽ có những cái rãnh nó tản nhiệt. Ở đây thì nó sẽ có những cái rãnh để tản nhiệt ha, bằng nhôm ha. Mình thấy nó làm rất là tinh xảo. Ở đây nó có một cái cọng cao su các bạn ha. Đây nó có một cái cọng cao su nữa. Thì cái cọng cao su này á thì nó có chức năng là giữ kín, nó kết hợp với cái chụp của trong cái chóa đèn mình để nó không cho nước nó lòn từ đây nó vô trong cái chóa đèn của mình. Đây, những cái khe hở này là mục đích nó để tỏa nhiệt. Ở đây nó có một cái cánh quạt nữa các bạn, một cánh quạt để nó tản nhiệt nữa. Và cái cánh quạt này nó cũng được bảo vệ luôn bằng nhôm luôn các bạn, bằng nhôm luôn ha. Tất cả những cái này là bằng nhôm hoàn toàn luôn. Đó, mình cũng rất thấy bất ngờ, bởi vì sao một cặp như thế này mà nó chỉ có 150.000 thôi, thì quy đê một chiếc này nó chỉ có 70.000 đồng. À, mình thấy nó rất là bất ngờ. Nếu với 70.000 thì mình nghĩ có thể là họ sản xuất hàng loạt đại trà số lượng rất là nhiều thì người ta mới rẻ như vậy. Đó, thì ở đây có cái là người ta bán theo kiểu mà người ta không cần thương hiệu các bạn. Người ta chỉ lấy thương hiệu tên của shop, còn trên cái sản phẩm thì nó không có ghi cái gì hết. Mà cái thông số của nó là cái bóng này là sử dụng cho đèn 12V được và 24V được luôn nha các bạn. Còn công suất của nó bao nhiêu thì mình mất luôn cái hộp bên ngoài rồi, nên mình không biết cái công suất thực tế của cái bóng này bao nhiêu nha các bạn. Tại vì đúng lý là người ta phải ghi thực tế công suất nó trên cái bóng này luôn. À, nhưng mà ở đây không ghi. Đó, nhưng mà mình cắm vô thì mình thấy mù mắt luôn đó các bạn. Sáng mù mắt luôn đó. Chính mình cắm vô thấy nó sáng mù mắt luôn, nên mình không dám các bạn. Mình không dám gắn. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn, nếu mà sau này các bạn mua cái cặp bóng đèn LED khác trên H4 giống cái cặp mình thì lắp cũng tương tự thôi. Đó, ok. Khi mà bạn mua về như thế này ha. Đó, phần giải thích xong như vậy. Chân nối H4 thì nó có ba chấu như thế này. Nó có ba chấu như thế này thì nó sẽ có một cái hai một cộng âm nè, một cái đầu âm nè. Một cái đầu dương thì có thể hai đầu, một là pha cốt, hai là pha chiếu xa, ha, chiếu gần, chiếu xa. Một trong hai cái này đó thì mình không biết, vì thông thường á là cái đèn LED á, là nó cũng chia cực âm cực dương các bạn. Nhưng mà cái này rồi mình đã đấu thử bên ngoài, âm dương gì cũng sáng luôn. À, mình cũng thấy mắc cười. À, tức là điện dùng điện bình 12V nhé bạn. Mình cũng thấy lạ lạ là âm dương gì nó cũng sáng tốt. À, mình cũng không biết tại sao ha. Rồi, ok. Nó chỉ nhỏ gọn như thế này thôi. Ha, nhỏ gọn như thế này thôi. Cũng khá là cứng cáp chắc chắn ha. Rồi, ở cái mặt này thì cũng bằng nhôm luôn nha các bạn, đúc nguyên nhôm luôn nha, nguyên khối luôn nha, sờ rất là mát tay nha. Rồi, khi mình mua về mình tháo ấy, mình của nó thì nó để sẵn trong như vậy nè. Nhưng mà các bạn rút cái này ra nha, bạn rút này ra thì mình mới ráp vô được trong cái cụm đèn zin của nó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình quay cho bạn xem nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục mình quay cho các bạn xem cách mình ráp vô ha. Rồi, ok. Thì cái đây là cái cụm đèn ha, đèn LED của bạn ha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ mình phải lấy tháo hai cái chụp của nó ra ha, mình tháo bộ chụp này ra. Thì đầu tiên mình phải tháo cái bóng zin của đèn ra các bạn. Mình tháo cái bóng zin của đèn ra. Thì cái chụp bóng zin nó nằm đây các bạn. À. Đây cái chụp bóng zin thì nằm đây. Thì bây giờ mình tháo cái bóng zin ra thì làm tháo bằng cách nào? Thì cái bóng đèn H4 đó, đầu tiên mình nắm hai cái tay bên hông nè, có cái càm đó các bạn. Mình rút ra bóp lại, mình rút ra là nó sẽ ra cái cọng dây điện của mình như thế này. Ha. Đây. Mình sẽ rút ra thì nó sẽ ra cái dây điện như thế này. Tiếp theo á là mình sẽ tháo cái chụp cao su này ra nha các bạn. Nào, mình sẽ tháo cái chụp cao su này ra này. Đây, cái chụp cao su ha. Mình nắm nè, có hai cái nắm nè các bạn. Mình nắm hai nắm này mình là mình dịch ra thôi. Là ra cái chụp cao su ha. Cái chụp cao su này thì có chức năng là nó giữ kín đó các bạn, giữ tránh nước nó vào các bạn. Ha. Đây các bạn ha.
Đấy, chục cao su nè. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ tháo cái bóng halogen ra, thì ở bóng halogen bao giờ nó cũng có một cái miếng thép này để nó giữ lại ha. Bạn cứ bóp vô thì tùy, có chỗ thì nó bóp hai tay, còn cái của mình thì nó gài một bên, thì tùy mỗi mỗi hãng xe thì nó chế khác nhau, thì về nguyên lý nó chỉ có vậy thôi. Rồi sau đó mình nắm cái tay vô đây, mình lấy nó ra, lấy nhẹ nhẹ thôi. Bóng này bóng halogen nha, nó rất dễ dễ bở nên các bạn lấy từ từ thôi các bạn nha. Cái bóng halogen này thì nó ra ánh sáng màu trắng cũng rất là đẹp các bạn ha. Bóng halogen này của mình là 12V, 100W nha các bạn. Cốt là 90 còn pha là 100W nha các bạn. Bóng halogen này nè, trời rất là siêu sáng luôn, cũng rất là sáng ngon lành luôn các bạn ha. Thì mình vẫn sử dụng halogen nha nha các bạn. Còn bây giờ mình chẳng qua là mình gắn gắn thử cái hướng dẫn cho bạn cái cách lắp đèn của LED trên H4 thôi. À, các bạn ha, đây mình để so sánh cho bạn thấy hai cái nè. Rồi bây giờ tiếp tục công việc tiếp theo của mình á, là mình sẽ đưa trước cái này vào các bạn, đưa trước nó vào thì cái chiều của nó là như vậy nè các bạn ha. Nếu mà bạn nhìn từ từ xa mà nhìn tới á, nhìn từ trước tới á, thì nó nằm theo chiều này, là tại bạn thấy bên dưới nó có cái gờ ngang nè đó, thì nó nằm thứ này. Thì bây giờ mình đưa vô thôi, mình đưa đúng cái chiều của nó. Rồi, mình đưa vô. À, mình đưa vô xong rồi mình rồi bắt đầu mình cài lại cái miếng giữ nó lại. Mình cài vô ha, cài vô xong tiếp tục cái công đoạn tiếp theo là mình sẽ chụp cái núm cao su này. À, chụp chính xác đó ha. Dạ, rồi. Bây giờ chụp cái miếng cao su này xong á, tiếp tục đến công đoạn nữa là mình dùng cái bóng halogen này. Đúng rồi, xin lỗi, cái bóng này bóng pha cốt pha nha, rồi mình mới đưa vào ha. Đó thì nhiều người không biết làm theo cái trình tự như thế thì người ta sẽ đút hoài không được, ta vướng không biết đút cái nào. Rồi bạn cứ đút vô thẳng vô xong bạn xoáy các bạn, bạn cứ xoáy thì chừng nào mà nó đúng cái khắc của nó thì nó dừng lại thôi. Bạn cứ xoay đi, chừng nào đúng cái của nó là nó ngưng lại. Chừng nào mà nó đúng cái g của nó là nó cứng ngắc như vậy nè các bạn, nó không có xoay được nữa ha. Tiếp theo mình cắm cái chu điện nó vào. Rồi mình cắm được cái điện vô rồi. Bây giờ cái mặt trước nó là như vậy nè các bạn, cái mặt trước là nó như thế này nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ test bằng ánh sáng thử ra như thế nào các bạn nha. Mình sẽ tắt hết đèn đi, mình xem coi ánh sáng như thế nào. Và hiện tại á là bên kia á, bóng bên kia á, là vẫn là halogen nha các bạn. Bên này LED. Nhà mình đối diện người ta mình phải đóng cái cửa xuống này, chứ không mình test đèn mà chiếu thẳng nhà người ta là bảo đảm các bạn ngày mai là họ qua nhà mình họ chửi chết luôn các bạn. Rồi. Bây giờ hiện tại là cái ánh sáng này ánh sáng cốt các bạn. Ha. À. Ánh sáng này là ánh sáng cốt nha các bạn. Ánh sáng cốt nó ra ánh sáng màu xanh nè các bạn. À, còn bên kia là cái ánh sáng trắng nguyên bản halogen đó các bạn ha. Mình đang để chế độ cốt nha. Rồi bây giờ mình để chế độ pha nè. Đấy. Bạn thấy sáng ghê không? Chế độ pha nè. Thì bên 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 tay trái mình đây nè là halogen mình mới gắn vô nè các bạn. Ha. Đó, cái ánh sáng nó chiếu thẳng vô vô trong tường các bạn nhìn thấy nè. Còn bên kia là halogen nha các bạn. Kia là halogen nè. Ha. Đang để pha nha. Đó. Đây. Mù mắt luôn các bạn. Ngồi chính diện là mù mắt luôn á. Rồi bây giờ mình cốt nè. Đó. Cốt thì ra ánh sáng này. Pha nè. Đó. Cốt nè. Pha nè. Đó. Pha. Đó. Pha nè. Cốt nè. Thì nếu mà anh em nào mà không muốn ánh sáng màu xanh này á, thì mình chọn lựa cái ánh sáng cốt màu trắng các bạn ha. Đó. Và bên kia thì là ánh sáng nguyên bản của bóng halogen, nhưng mà halogen loại ánh sáng trắng nha, khác với halogen ánh sáng vàng nha. Thì mình vẫn đi cái ánh sáng đó.
mình vẫn đi ánh sáng đó ha. Cái bóng này thì mình chỉ test thử thôi, mình mua về thôi, thì giá nó quá rẻ các bạn, có 150.000 đồng mình quá rẻ luôn các bạn. Còn tuổi thọ thì thực sự là cũng không biết, nhưng mà mình nghĩ là tuổi thọ cũng rất là bền ha. Còn ánh sáng đó xa đó, còn bên kia là bên đây là ánh sáng của halogen này. Mình test đèn mà mình không dám mở cửa lên, nó sợ rọi vô nhà hàng xóm đó. Các bạn thấy sáng ghê không? Rồi bây giờ mình cốt nè, cốt nè đó, cốt ánh sáng màu xanh ok bạn ha. Đó thì mình ở Việt Nam mình thì nhìn ánh sáng màu xanh này không không hợp lắm các bạn, tuy nó đẹp nhưng mà thật ra thì cũng không 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 thích lắm ha, được cái đẹp thôi. Rồi nói chung mình thử nghiệm như vậy ha. Mình muốn muốn gắn lại cái bóng halogen này thì làm sao? Muốn bóng lại cái halogen này thì bây giờ mình sẽ phải tháo lại cái bóng led nó ra các bạn ha. Tháo bóng led ra thì đầu tiên mình phải tháo cái rắc nó ra, rắc điện nó ra. Mình sợ mình mới bật lên tầm được 20 giây thôi các bạn, 20 giây thôi. Mình sợ thì nó cũng hơi ấm ấm các bạn, cũng hơi ấm ấm ha. Còn nếu mà nói chung so với cái đèn halogen thì nó vẫn đỡ hơn cái bóng halogen, nhưng mà không phải là nó bóng led là hoàn toàn nó không 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 nóng đâu các bạn. Những cái bóng led mà công suất lớn như thế này á, nó cũng rất là nóng nha các bạn. Nè, chính nó nóng này nó mới làm bằng cái nhôm để nó tản nhiệt, rồi dùng cái quạt để tản nhiệt nha các bạn ha. Đó. Rồi, bây giờ mình tháo ra được cái phần đèn chính rồi, tiếp tục mình phải tháo cái chụp này không? Chụp cao su. Rồi, tháo cái chụp cao su ra. Tháo chụp cao su ra. Rồi bây giờ mình phải lấy cái nguyên thép chẵn lấy ra. Rồi mình lấy cái này ra. Cái này là cái nguyên bản của bóng led ha, mình lấy ra cho nó. Rồi bây giờ cái này thì dễ hơn các bạn, tại vì cái bóng halogen á thì nó đúc nguyên khối luôn. Bạn bạn chỉ cần đứng đúc đúc đúng cái chiều như thế này các bạn, cái mặt ngang này là mình đang nằm hơn dưới, nó hình tam giác nè, có ba cái ngạnh nè, nó hình tam giác nè, cái mặt ngang này nằm dưới đó, là để thế là đi vào thôi các bạn, rất là dễ. Rồi sau đó mình đưa vô xong rồi tiếp tục mình dùng cái định vị mình cài nó vào thôi, mình thử mà mình hoa mắt luôn các bạn, mình test thử mà mình hoa mắt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái chụp các bạn, cái chụp này mình chụp ngược lại các bạn, cái chắn mà giống như nước mưa vậy thôi, gắn đường dây điện vào. Ok, rất là dễ dàng, không có gì thay đổi các bạn ha. Rồi, vậy là mình xong rồi các bạn. Mình xong rồi. Rồi bây giờ nguyên cái cặp này thì giờ mình đi cất thôi các bạn. Bạn nào có nhu cầu muốn muốn lấy lại cái này không thì mình để lại rẻ các bạn, 100.000, mua 150 để lại 100.000 thôi. Bạn nào có nhu cầu để lại. Mình mua về để mình test thôi chứ mình không muốn gắn ngay đi bạn, gắn này vô mù mắt người ta các bạn. Rồi ok, mình kết thúc clip nha. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.